Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em lại săn được tiếp cho anh em một siêu phẩm đồng hồ để bàn. Thiết kế cái máy vòm rất là đẹp luôn. Đấy. Tất cả đồng hồ mạ vàng bằng kim loại. Phun khối luôn anh em nhé. Đây, kim loại này của nó là miếng kim loại phun khối dày khoảng 5 ly nhé. Nó uốn cong luôn. Đấy. Miếng kim loại này vật liệu chính xác của nó là vật liệu bằng nhôm anh em nhé. Nhôm phay nhưng mà nó mạ vàng. Cái chất mạ của Nhật sau 20 mấy năm tuổi thì cái chất mạ của nó vẫn cực kỳ là đẹp luôn. Nó mạ như kiểu của cái chất kim loại thật đấy. Đấy. Nhìn cứ như không mạ vậy. Rất là đẹp anh em nhé. Bao nhiêu năm tuổi rồi mà chất mạ nó rất là đẹp nha anh em. Đấy. Đấy. Bên trong này thì cái màu vàng của nó còn nhìn như vàng thật luôn. Nó mạ như vàng thật luôn anh em nhé. Đấy, nhìn rất là đẹp. Dòng này thiết kế là kim số La Mã anh em nhé, số La Mã luôn. Đấy. Ba kim giờ cực kỳ chuẩn luôn anh em nhé. Đấy. Đấy. Chỗ này là có công tắc để sử dụng cho quả lắc anh em nhé. Khi mà anh em gạt sang bên trái này, quả lắc nó nâng lên thì là quả lắc nó dừng lại nhé. Đấy, khi mà mình gạt sang bên phải này, đấy, thì là quả lắc nó bắt đầu hoạt động nhé. Đấy. Rất là hay. Quả lắc rất là đẹp anh em nhé. Đây em quay phía sau nhé. Đây. Đây. Sản xuất tại Nhật anh em nhìn chữ Japan đây. Đấy, dập chữ Japan đây luôn anh em nhé. Máy có Seiko bên trong cũng là Japan hết nhé. Máy Nhật Japan hết. Đấy, máy này sử dụng hai quả pin. Đấy, em cho anh em luôn hai quả pin Maxell xịn của nó anh em nhé. Đây anh em nhìn gần này. Đấy, Made in Japan nhé. Anh em nhìn chữ Japan này. Đấy, Seiko. Ra ba. Đấy. Như chỉ giờ cho anh em pin Maxell xịn luôn anh em nhé. Cái này là ốc xoáy anh em nhé, anh em xoáy vào. Đấy. Nhìn chất mạ nhìn sướng mắt không anh em? Cực kỳ sướng mắt. Bên dưới đáy này nó có pin anh em nữa anh em nhé. Đấy. Quả pin dưới đáy này là sử dụng cho con quay này anh em nhé. Con quay lắc này. Cũng cho anh em pin Maxell xịn luôn nhé. Con này nói thật là để cho anh em đúng ra phải bán ngoài 2 triệu cơ, nhưng em để cho anh em với cái giá gọi là xả thôi, yêu thương thôi anh em nhé. Giá yêu thương thôi, để cho anh em chỉ 1.680.000 nhé. Anh em nhanh tay thì được, mà chậm tay thì là chưa chắc bao giờ đã gặp lại được cái mã này đâu anh em nhé. Hàng bãi Nhật em săn về nó mỗi lần một mã riêng, nó không con nào giống con nào cả. Đấy. Anh em chốt mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574. Em có nhận ship hàng toàn quốc, bọc xốp cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo, Facebook của em là Đức Anh Loa Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho tiện. Rồi, cảm ơn và chào tất cả anh em nhé.